Thiện thiện, ý ông thế nào nếu sự trụ của tâm giống như chân như thì tâm ấy là như? Tánh thật tế của chân như thường trụ, phải không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không, tâm ấy chẳng phải thật tế chân như, tánh của nó là thường trụ. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào chân như của các pháp có sâu xa không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, chân như của các pháp rất là sâu xa. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào chân như có phải là tâm không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào lìa chân như có tâm không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào tâm ấy là chân như phải không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào lìa tâm có chân như không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào chân như có thể thấy chân như không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào nếu đại Bồ Tát tu hành như vậy thì đó có phải là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đúng vậy, nếu đại Bồ Tát có thể hành như vậy thì đó là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào nếu đại Bồ Tát có thể hành như vậy là hành chỗ nào? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát hành như vậy hoàn toàn không có chỗ hành. Vì sao? Vì đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, trụ trong chân như, không có tâm hiện hành, không có chỗ hiện hành. Vì sao? Vì nếu đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, trụ trong chân như, đều không hiện hành, thời gian hiện hành, nơi chỗ hiện hành. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào khi đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hành vào đâu? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, khi đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thì hành vào thắng nghĩa đế. Trong đây hai loại hiện hành đều không có. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào nếu khi đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, mặc dù không chấp thủ tướng nhưng có hành theo tướng không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào đại Bồ Tát ấy khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, hành trong thắng nghĩa đế, có phá tướng không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo, thiện hiện ý ông thế nào đại Bồ Tát ấy khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, hành trong thắng nghĩa đế, có phá tướng tưởng không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo, thiện hiện đại Bồ Tát ấy khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, vì sao không phá tướng cũng không phá tướng tưởng? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, không nghĩ như vậy, ta sẽ phá tướng và tướng tưởng, cũng không nghĩ ta sẽ phá vô minh và